Chào các bạn ạ. Để ngày hôm nay có tin gì hay chia sẻ với các bạn ạ. Ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn một bài khá là hay các bạn. Bài này chia sẻ những nhận xét, những nhận định của các chuyên gia về bức tranh của thị trường bất động sản năm 2023 sẽ như thế nào. Sau đó mình thông tin thêm với các bạn á, các chuyên gia bằng cách rã đông cho thị trường bất động sản. Rã đông là chúng ta hiểu là thị trường xem như là đóng băng rồi đó. Các giao dịch hiện bây giờ là xem như là đã dừng lại hết rồi. Thì có một vài ý mình thông tin thêm với các bạn như thế này. Nhận định về thị trường bất động sản, bà Bùi Trang, tổng giám đốc công ty Kuman Việt Nam thừa nhận thị trường bất động sản đang trầm lắng. Khi nói về bất động sản, người Việt Nam nhìn chung nghĩ ngay đến đất nền và nhà ở. Và thị trường này đang tồn tại nhiều bất cập, cần phải có sự điều chỉnh. Với diễn biến như hiện nay, còn quá nhiều quan ngại từ góc độ của các nhà đầu tư, người mua và ngay cả đối với các chủ đầu tư. Theo bà Trang, năm 2023, thị trường sẽ phải có sự điều chỉnh thích hợp, không chỉ trong lĩnh vực nhà ở mà còn ngay cả giá cho thuê văn phòng. Ông Võ Hồng Thắng, Phó Giám đốc Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển DKRA Việt Nam cho biết thị trường đang ở trong cơn bão. Điều làm tốt nhất hiện bây giờ là bảo toàn. Có nghĩa là bây giờ là phải phòng thủ đã, chưa có đưa thuyền bè ra khơi được. Năm 2023 làm sao để chúng ta chống chọi được bão và thị trường cần thời gian để phục hồi. Theo tôi, điểm rơi là phải vào năm 2024 hoặc là năm 2025. Năm 2023 là khó rồi đó. Giai đoạn phục hồi là có khả năng bắt đầu từ năm 2024. Đó là nhận định của ông Thắng. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia nhận định bức tranh bất động sản năm 2023 chưa sáng sủa. Bởi việc thủ tục hành chính trong lĩnh vực bất động sản còn nhiều vướng mắc. Nếu pháp lý được tháo gỡ cho các dự án bất động sản đang vướng mắc thì đây có thể là điểm sáng cho thị trường bất động sản. Chia sẻ tại một buổi tọa đàm bất động sản, luật sư Nguyễn Văn Hào, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng năm 2023 chưa có bức tranh sáng sủa bởi việc thủ tục hành chính trong lĩnh vực bất động sản vẫn còn quá nhiều nhiêu khê. Theo ông Hào, nếu không giải quyết được một cách đồng bộ, sửa các luật liên quan và gỡ những thủ tục hành chính liên quan đến bất động sản, đất đai, phát triển các dự án thì bức tranh của thị trường bất động sản vẫn như vậy. Các chuyên gia chia sẻ, nói chung là còn nhiều thứ lắm. Còn ông Lê Hồng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết này, cần phải sửa luật đất đai để tháo gỡ nguồn cung. Còn đối với tiến sĩ Sử Ngọc Khương, giám đốc cấp cao bộ phận tư vấn đầu tư Savi Việt Nam cho rằng để thị trường có thể phục hồi mạnh mẽ trở lại cần phải có sự hỗ trợ về pháp lý trong phát triển các dự án của doanh nghiệp. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới những nút thắt này sẽ được tháo gỡ để tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư cũng như giải quyết được những bài toán về nhà ở cho đại bộ phận người dân, giúp họ có thể tiếp cận được ước mơ sở hữu nhà ở với mức giá hợp lý hơn. Ông đây thì nói hay đó, nhưng mà giá nhà đất của Việt Nam có bao giờ tiếp cận được người dân đâu. Xa vời lắm. Quá xa vời luôn. Như vậy, nhìn chung các chuyên gia, các nhà đầu tư đều có nhận định là bức tranh thị trường bất động sản năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Nhất là những vấn đề liên quan đến pháp lý dự án, tín dụng ngân hàng, niềm tin của nhà đầu tư. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế cho rằng một vấn đề đáng lo ngại chính là niềm tin của nhà đầu tư. Theo ông Hiếu, hiện tại niềm tin của nhà đầu tư đang ở mức rất thấp. Với sự mất niềm tin của các nhà đầu tư trên thị trường vốn nói chung, bao gồm cả thị trường trái phiếu, cổ phiếu, mà còn tất cả các quỹ phát triển cũng đang gặp nhiều trở ngại. Đặc biệt là các quỹ đầu tư phát triển nhà ở bất động sản, hầu như tất cả các kênh huy động vốn đang đóng băng. Tình hình này rất rủi ro đối với nền kinh tế. Như vậy là có cách gì để rã đông hay là không? Bây giờ phải bàn cách rã đông. Còn có chuyện hiện thực của nó thì ai cũng biết hết rồi.
Ông Lê Hồng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị chính phủ nới thêm 1% tăng trưởng room tín dụng để khơi thông dòng tiền trên thị trường. Cái này thì nói lao rồi, cách đây mấy tháng rồi, nhưng mà dường như không có gì thay đổi hết các bạn. Chưa có thông tin gì mới hết. Còn tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho rằng sự sụt giảm niềm tin sẽ gây rất nhiều rủi ro cho cả doanh nghiệp, thị trường và cho nền kinh tế. Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu đặt ra câu hỏi, vậy làm sao chúng ta có thể tạo lại được niềm tin cho nhà đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản? Tôi nghĩ trước hết chúng ta cần phải ngăn chặn làm sao để không xảy ra tình trạng vỡ nợ hàng loạt trên thị trường bất động sản. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cảnh báo kinh hoàng quá. Lỡ mà có sự cố chi là thị trường này là còn đi xa lắm các bạn. Nếu chỉ cần nó kích hoạt một cái tập đoàn nào nó bể phát là có khả năng là nó lôi kéo rất là nhiều thứ nữa. Chúng ta hy vọng rằng điều đó không xảy ra. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu đề ra một số giải pháp như với trái phiếu đang đến hạn trong năm nay và năm 2023, chính phủ cần có chương trình hoãn nợ cho các doanh nghiệp làm ăn bài bản đúng luật. Cần có chương trình cho vay đặc biệt cho doanh nghiệp làm ăn chân chính. Với tất cả điều đó, dần dần nhà đầu tư sẽ có lại niềm tin và quay trở lại thị trường vốn, đầu tư trở lại vào cổ phiếu, trái phiếu và các quỹ phát triển, quỹ đầu tư cũng có lại nguồn vốn để hỗ trợ lại thị trường. Vừa qua các bạn biết là thị trường trái phiếu là nhà đầu tư coi như là khóc rạp luôn. Khi nhà đầu tư không có niềm tin thì không thể huy động được nữa. Họ chấp nhận người ta lỗ, người ta rút tiền ra đó. Đầu rồi các bạn biết là các doanh nghiệp đã mua lại 150.000 tỷ tiền trái phiếu. Nếu như không có cái chuyện mà rút trước thời hạn như vậy thì 150.000 tỷ đó hiện bây giờ nó vẫn còn ở trong doanh nghiệp, tiền doanh nghiệp lái số tiền đó đầu tư. Bây giờ người dân người ta có thiên hướng thôi thì cứ chịu lỗ mấy phần trăm đó cũng được, cứ rút tiền về túi mình cho nó chắc chứ đã, chứ còn bây giờ không còn niềm tin nữa. Những giải pháp này cần phải được làm ngay sẽ giúp cho thị trường bất động sản, thị trường vốn, thị trường trái phiếu có thể hồi phục vào giữa năm 2023 để chúng ta tiếp tục vấn đề phát triển kinh tế. Theo tiến sĩ Sử Ngọc Hương, giám đốc cấp cao Savi Việt Nam chỉ ra, vấn đề ở đây là pháp lý và vốn khiến doanh nghiệp gặp khó khăn. Khi ngân hàng nhà nước siết cho vay và kiểm soát chặt trái phiếu sẽ gây khó khăn cho thị trường bất động sản. Do đó cần sớm hỗ trợ doanh nghiệp với các dự án đã triển khai, ngân hàng đã thẩm định hồ sơ thì tiếp tục giải ngân. Đối với những dự án đã đầy đủ pháp lý, hiện cần nguồn vốn để phát triển thì cũng cần cấp vốn cho các doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án. Phải nói rằng qua phân tích và hiến kế của các chuyên gia, chúng ta có thể thấy mọi khó khăn đang còn ở phía trước. Vừa qua chính phủ đã họp rồi thành lập cái tổ công tác nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án bất động sản. Rồi Bộ Tài chính vừa mới đây cũng tổ chức một cái buổi họp với các công ty chứng khoán, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu để lắng nghe tình hình và những kiến nghị tháo gỡ khó khăn đối với thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Giải pháp cụ thể thì chúng ta chưa thấy, nhưng ít nhiều chúng ta cũng thấy được những động thái của chính phủ đối với thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Còn chính sách đó nó như thế nào và nó có thấm vào hay không thì chúng ta phải chờ một thời gian nữa. Mọi thứ cũng phải tháo gỡ từ từ vì đây là toàn những vấn đề gai góc. Không phải ngày 1, ngày 2 là giải quyết được ngay đâu các bạn. Ví dụ như là muốn sửa luật đất đai là phải mất rất nhiều thời gian để bàn bạc, sửa rất là nhiều trước khi đưa ra quốc hội biểu quyết. Qua rất là nhiều khâu, nhiều thủ tục lắm. Một cái điều nào của một bộ luật là có khi nó bạn là bàn tới bàn lui mà thậm chí là phải dừng lại để kỳ sau họp bàn tiếp. Đó, có nhiều vấn đề nó gai góc. Mình nghĩ rằng bộ luật đất đai này nó cũng như vậy đó các bạn. Nghe nói rằng năm nay thông qua nhưng mình nghĩ chắc khó rồi. Bây giờ là hết tháng 11 rồi. Phải năm 2023 thì mới tính cái chuyện là thông qua luật. Mà còn tranh cãi nhiều lắm. Mới sơ sơ mới dự thảo thôi mà mình đã đọc, mình thấy rất là nhiều ý kiến đã trái chiều nhau rồi. Thời điểm năm 2023 là thời điểm rất là quan trọng.
nên chúng ta cần phải theo dõi sát sao những động thái điều tiết chính sách của chính phủ. Nếu có tín hiệu tốt về chính sách như là pháp lý dần được tháo gỡ, lãi suất ngân hàng ổn định, thị trường trái phiếu có đường ra thì thị trường bất động sản có khả năng tạo đáy và sẽ bước vào giai đoạn hồi phục. Còn hồi phục mất thời gian bao lâu thì cũng tùy thuộc vào độ mở của chính sách nữa. Còn những chính sách về pháp lý chưa được tháo gỡ, lãi suất tiếp tục tăng, hay là thị trường trái phiếu chưa có lối ra thì thị trường bất động sản của chúng ta còn tiếp tục trầm lắng thêm một thời gian nữa. Cho nên nhiều chuyên gia dự báo đến năm 2024-2025 là họ cũng có lý của họ chứ không phải người ta nói khăng khăng đâu các bạn. Tại vì để tháo gỡ một chính sách như vậy không hề đơn giản. Toàn những vấn đề gai góc ấy ra. Đợt vừa rồi nghe báo cáo là ở thành phố Hồ Chí Minh là có đến mấy trăm dự án là hiện bây giờ bị tát hết. Đó. Đứng chôn chân như trời trầm mới thôi chứ gỡ không được. Trừ bởi kêu tới bộ cũng không thua, bây giờ bộ là kêu chính phủ mà có khi chính phủ cũng chưa giải quyết được, tại vì nó liên quan tới luật là phải qua quốc hội. Đó, câu chuyện nó nằm một chỗ đó này các bạn này. Mà qua quốc hội các bạn biết rồi, ô chắc vắng rồi đủ kiểu hết, đâu dễ thông qua đâu. Rồi có nhiều người người ta lật ngược là người ta hỏi đó. À, những cái sai phạm đó là liên quan đến mấy ông doanh nghiệp. À, bây giờ là chính sách này chạy thêm mấy ông để giải quyết cho mấy ông mà. À, cũng nhiều thứ lắm chứ đâu phải ưng là đưa ra là diệt được ai đâu. Đâu rồi chủ tịch quốc hội có nói một câu mình thấy cũng hay đó. Cứ không phải rằng các bộ, các ngành hay là các doanh nghiệp đưa ra cái A mà cờ là chúng ta cứ chạy theo xử lý những vấn đề đó nào. Không phải là tất cả những cái gì cũng đưa vào luật hết. Đâu vậy? Tùy thế cái. Cho nên mình nghĩ có nhiều dự án có khả năng là sẽ không được giải quyết luôn á. Và nó trông chừng có khi là vài mươi năm nữa. Có mấy trăm dự án đó mình nghĩ giải quyết giỏi lắm thì cũng được vài chục phần trăm thôi. À, còn vài chục phần trăm là phải chờ tiếp. Đã phải xử lý hết rồi đó. Vì những cái đó là liên quan đến những cái sai phạm của mấy ông doanh nghiệp nữa. Ông sai phạm trừ ông phải chịu. Một là trả là hết dự án, ông lỗ ông lãi gì đó, ông tính toán gì đó ông tính. Chứ còn mà nhà nước không chạy theo chính sách để xử lý vấn đề cho ông đâu, chưa chắc đâu. Như vậy mới gọi là quốc hậu chứ. Chứ còn quốc hậu mà cái gì cũng quyết hết thả cửa ra chết nữa. À, bữa sau là cái bác cái đà nó lòng miết là thôi chứ. Ai chịu cho nổi. Điều quan trọng nhất là làm như thế nào đó giá bất động sản phải hạ xuống phù hợp với điều kiện kinh tế, điều kiện thu nhập của người dân. Cái người dân mong muốn là cái đó, chứ không phải giải quyết cho mấy ông đã đời sinh gió rồi cái vừa năm nữa thấy ổng ổn rồi cái đã cái gió lên trời nữa thôi rồi. Coi như chính sách của nhà nước làm ra là để phục vụ cho mấy ảnh thôi. Vấn đề là chính sách đó phải phục vụ cho người dân. Mà giá bất động sản Việt Nam thì nó cao túc nơi xanh rồi, dân lo làng là sớm, ai không biết hết rồi đó. Chứ còn không khéo giải quyết nó được cái việc của doanh nghiệp mà nó không được cái việc của đại cục. Nó không được cái việc của dân thì khó lắm. Rồi ngày nay mình có một cái bài ngắn nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Bye bye chào các bạn ạ. À. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nha. Bye bye chào các bạn.